kinh sách nhiều quá. Kinh sách nhiều quá, đọc cả đời cũng không hết. Thôi niệm một câu A-di-đà Phật đủ rồi đúng không mấy sư huynh? Với đi ăn chay nhà hàng giác ngộ là đủ rồi đúng không? Tu vậy là đủ rồi đúng không? Muốn sống khỏe thì tập ăn chay. Một tuần ăn chay 3 lần, ăn mặn 1 lần cũng được. Hoặc là một tuần ăn mặn 1 lần. Cao cấp hơn nữa, một tháng ăn mặn 1 lần. Nói chung là các bạn muốn sống khỏe thì phải ăn đầy đủ dinh dưỡng và những thứ đồ ăn sạch sẽ, thanh đạm khi hấp thụ vào cơ thể sẽ giúp cơ thể thơm tho, thuần khiết, trí tuệ phát triển, sức khỏe tăng trưởng. Trong cuộc sống hàng ngày khó tránh khỏi việc ăn chay và ăn mặn. Nhưng ăn thế nào để vui vẻ cho cả gia đình, bạn bè, anh chị em? Nhiều người họ thương mình, họ mời mình ăn mặn, miễn là họ không giết thịt con vật đó cho mình ăn, mình không thấy con vật đó chết, họ mình được mời ăn thì mình cứ ăn vui vẻ. Vì sao? Vì dù gì những loài vật ấy cũng đã hy sinh thân mạng cho mình rồi, không ăn thật là uổng phí. Thẳng tiến Remix Shop. Trời, giờ mới biết cái xe này nó có cái tay vịn luôn á.